Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tất cả những câu cụm hay là những cấu trúc liên quan tới việc chúng ta miêu tả bề ngoài của một người như thế nào nhé. Rồi các bạn có thể mở sách của mình ra trang số 130 để chúng ta có thể ghi lại ý nghĩa của các câu cụm hay các cấu trúc mà chúng ta sẽ học. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Cấu trúc đầu tiên. What cộng với auxiliary verb? Tức là cộng với lại động từ, trợ động từ và cộng với chủ ngữ cộng với look like. Chúng ta sử dụng dùng để hỏi về hình dáng của một ai đó như thế nào. Ví dụ là what does she look like? Tức là trông cô ấy như thế nào? What does she look like? Câu số 2 hay là loại câu hỏi số 2 đó là how cộng với auxiliary verb, tức là cộng với trợ động từ cộng chủ ngữ cộng look, thì lúc này chúng ta không có like nữa. Ví dụ như là how does she look cũng hỏi về hình dáng của một người nào đó như thế nào. Tuy nhiên chúng ta có thể để ý là hai câu này khác nhau. Trông cô ấy như thế nào? Cô ở bên trên, what does she look like? Trông cô ấy như thế nào? Cả hai câu đều dịch giống nhau, nhưng nhớ là cách sử dụng của hai câu này là khác nhau. Ví dụ như câu đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại câu đầu tiên cho những cái miêu tả chung chung, chúng ta gọi là general. Tức là cô ấy cao này, hay là cô ấy gầy này, hay là cô ấy thấp này, hay là cô ấy da đen hay da trắng gì đó, thì cái dường như là không bao giờ thay đổi, đúng không nào? Đó thì cái đấy chúng ta sẽ sử dụng là what does she look like. Tuy nhiên ví dụ như mọi hôm cô mặc quần áo thì nhìn cô rất là xấu, nhưng hôm nay cô lại trang điểm xong cô lại mặc váy nữa, thế nên nhìn cô ấy rất là lộng lẫy, rất là gorgeous, rất là stunning, rất là đẹp. Thế nên chúng ta có thể hỏi rằng là how does she look today? Hôm nay trông cô ấy như thế nào? Đó, thì đó một cái là dùng để miêu tả những cái gì nó gọi là cố định rồi. À, bề ngoài cố định rồi. Còn một cái dùng để chỉ về để miêu tả cái giây phút ở hiện tại thôi. Đúng nào? Ở hiện tại như hôm nay, lúc này thì how does she look? Đúng không nào? Hay là ví dụ như là em mặc quần áo vào hay là em mặc váy vào. How do I look? Trông em như thế nào với lại cái bộ váy này, đúng không nào? How do I look? Thế là sự khác biệt giữa what does she look like với lại what does how does she look. Ok? Và tiếp theo đó là to be cộng chủ ngữ cộng tính từ. Đấy là hỏi câu hỏi thôi. Is he tall? Anh ấy có cao hay không? Is she short? Cô ấy có thấp hay không? Hay là is she beautiful? Cô ấy có xinh đẹp hay không? Mẫu câu đấy rất là dễ rồi đúng không nào? Tiếp theo đó là how cộng tính từ cộng to be cộng chủ ngữ, dùng để hỏi thêm thông tin. Cái này chúng ta đã học ở trong bài trong bài về clothes, trong bài về shopping rồi đúng không nào? Đó. How tall is she? Cô ấy cao như thế nào? Chúng ta nhớ là từ how có thể kết hợp với tính từ và trạng từ. Chúng ta đừng bị giới hạn bởi những từ như là how often, how many hay how much, đúng không nào? Mà chúng ta có thể sử dụng như là how tall cộng tính từ tall, hay là how short thấp như thế nào, hay là how beautiful đẹp ra làm sao, hay là how fast nhanh như thế nào, hay thậm chí là trạng từ như là how wonderful này, hay là how beautiful này, ok, hay là how charming này. Đó thì how có thể cộng với lại tính từ hoặc trạng từ, tùy theo đằng sau nó là động từ to be thì how sẽ cộng với tính từ, còn động từ thường thì sẽ là cộng với trạng từ, bởi vì trạng từ bổ nghĩa cho động từ, còn to be tính từ thì sẽ bổ nghĩa cho to be, đúng không nào? Chúng ta đã học trong level 1 rồi. Rồi và bây giờ mẫu câu số 5. Who cộng với lại trợ động từ auxiliary verb cộng với chủ ngữ cộng look like in somebody's family. Đó là ai đó giống ai trong gia đình, đúng không nào? Ví dụ là who do you look like in your family? Trong gia đình của cậu thì cậu giống ai? Trong gia đình của anh ấy thì anh ấy giống ai? Who does he look in his family? Ok. Look like, trông giống ai đó. You look like me. À, trông cậu giống tớ đó. Look like me. Cái này khác với lại you are like me.
Từ look like ở đây là trông giống với thì chúng ta nói về ngoại hình. Còn nếu như là you are like me thì từ like ở đây theo sau là động từ to be, có nghĩa là giống. Như vậy tính cách giống, you are like me. Ok, cậu giống tớ về điểm đó, that. Tiếp, câu số 6. Chủ ngữ cộng look, tùy vào chủ ngữ là he, she, it hay là I, we, they mà chúng ta có look thêm s hay không thêm s. Chủ ngữ cộng look có thể thêm s cộng với lại tính từ. Chúng ta nhớ look là một động từ tình thái, chúng ta đã học trong level 1 rồi đúng không nào? Do đó đằng sau động từ tình thái này chúng ta sẽ cộng với lại một tính từ. You look beautiful, trông em rất là đẹp. You look beautiful. Câu số 7, the one with the. Cái người with the gì đó. Thì chúng ta nhớ từ with ở đây được sử dụng giống như một từ để chỉ sự sở hữu. Ví dụ như là the one with the straight hair over there. Who are you talking about? Cậu đang nói về người nào đó. The one with the straight hair over there. Cái người mà có mái tóc thẳng ở đằng kia kìa. Ok. Tương tự như thế chúng ta nói rằng là người mà có mái tóc xám. The one with gray hair. Ok. Hoặc là cái người mà có rất là nhiều nhà. The one with many houses. Ok. Như vậy chúng ta sử dụng từ with để thay thế cho từ có đúng không nào? Nhớ là with là đi kèm tức là có. Ok, the one with cộng với the cộng tính từ cộng danh từ. Từ the. Ok. Từ the thì đôi khi chúng ta có thể không cần phải có mạo từ the vào. Nhưng khi mà chúng ta nói, người nói và người nghe đều biết được cái vật mà người nói đang nhắc tới nó là cái gì thì chúng ta sẽ thêm mạo từ the được chưa nào? Tiếp theo, đó là câu số 8. Chủ ngữ cộng to be cộng the person. Cộng với with cộng the rồi sau đó sẽ là miêu tả về những cái từ hay là cụm từ để miêu tả về hình dáng bề ngoài của họ. Ví dụ như là Laura is the person with the red hair. Laura là cái người mà có mái tóc đỏ. Ok? Is the person hay là tôi là một cái người mà rất là thích giúp đỡ người khác. I am the person who likes. Nếu như lúc này chúng ta sử dụng mệnh đề đằng sau thì chúng ta sẽ vẫn vẫn là trước nó vẫn là the person đúng không nào? Nhưng mà đằng sau chúng ta lại sử dụng với một mệnh đề thì nên sẽ khác so với lại câu số 8 này một xíu. I am the person who likes helping people. Hoặc là tôi là một cái người mà có rất là nhiều kiến thức. Ví dụ như vậy. I am the person with a lot of knowledge. Ok, nhớ nhá. Và đó là cấu trúc, 8 cấu trúc của chúng ta. Ok, rồi. Và nhiệm vụ của các bạn sau bài này, đó là các bạn sẽ phải dịch bài. Ok, dịch bài. Chúng ta có bài dịch ở trang số... trang số 131. Đó là phần bài tập của chúng ta. Ok, nhớ làm bài tập nha các bạn. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về về đoạn hội thoại mẫu. Các bạn dở sách của mình ra trang 131. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đoạn hội thoại mẫu của chúng ta. Ok. Rồi, đoạn hội thoại mẫu của chúng ta. Hana sẽ đọc, các bạn sẽ chú ý phần ngữ âm nhá. Và trong cái đoạn hội thoại mẫu này nó đã chứa tất cả những cái câu cụm mà vừa giờ chúng ta mới học rồi. Các cái cấu trúc trong 8 cấu trúc vừa giờ chúng ta học thì chúng ta sẽ xem là cách mà người ta ứng dụng tất cả những cái đấy như thế nào. The person I'm describing has brown hair and blue eyes. Cái người mà tôi đang miêu tả thì có mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh. Is the person's hair long or short? À, cái người đó thì có tóc dài hay là ngắn? It's not too long. Không có dài lắm. I guess you'd say. Chúng ta nhớ này, đó là khi mà chúng ta muốn miêu tả một người nào đó, chúng ta có thể hỏi, chúng ta muốn ai đó miêu tả một người nào đó, chúng ta có thể hỏi là how would you
Describe him. Đúng nào? Trông anh ấy như thế nào, hay là bạn miêu tả anh ấy như thế nào? How would you describe him? Describe him. Hoặc chúng ta có thể nói là à, bạn sẽ miêu tả tóc của anh ta như thế nào, thay vì chúng ta nói rằng là à, tóc của anh ta như thế nào. How would you describe his hair? Bạn miêu tả ngoại hình anh ta như thế nào? How would you describe his body? His appearance. Đúng không nào? Hay là bạn miêu tả về làn da của anh ta như thế nào? How would you describe his skin? Okay. Khi chúng ta muốn hỏi về một cái gì đó, chúng ta có thể sử dụng mẫu câu như vậy. Như vậy ở đây chúng ta sẽ nói là you say. Bạn sẽ nói là is shoulder length. Chúng ta còn nhớ cái cấu trúc của hôm trước chúng ta đã học ở trong cái bài shopping không nào? Let's say. Thì ở chỗ này chúng ta có thể sử dụng you say hoặc là chúng ta có thể sử dụng cụm let's say, giống như nhau thôi. I guess let's say is shoulder length, hoặc là I guess you'd say, nếu như bạn được nhìn, bạn sẽ nói rằng đó là ngang vai, tóc ngang vai. Is the person tall or short? Thế thì anh ta cao hay là thấp? I'd say, tớ sẽ nói rằng I'd say. Đây là một cấu trúc rất là hay, các bạn nên học, đúng không nào? Khi mà chúng ta muốn đưa ra một quan điểm nào đó thì chúng ta sẽ nói là I'd say. Ok, cậu nghĩ như thế nào về món ăn này? What do you think about this dish? I'd say it's so-so. Tôi sẽ nói rằng là nó bình thường thôi, cũng không có ngon lắm. I'd say average. Average là trung bình, chiều cao trung bình, average height. But the person is a bit heavy set. Chúng ta có heavy set tức là khá là béo, ok, khá là to, to cỡ. Nhưng mà người của anh ta thì lại khá là béo. Is the person wearing glasses? À, cái người đó có đeo kính hay không? No, but he's wearing blue jeans and a brown shirt. Không, nhưng mà anh ta lại mặc cái quần bò màu xanh và áo phông màu áo áo sơ mi màu nâu, đúng không nào? You mean the young guy over there? À, ý của cậu là cái người đàn ông đằng kia? Exactly, his name is Tom. Chính xác, anh ta là Tom. Ok, đây là một cái đoạn dùng để miêu tả và để đoán, đúng không nào, để đoán người. Chúng ta có thể chia sẻ cái bài học này với bạn của chúng ta và yêu cầu là bạn của chúng ta miêu tả một ai đó để chúng ta đoán, hoặc là chúng ta miêu tả một ai đó để cho bạn của chúng ta đoán, được không nào? Bằng cách đó thì chúng ta có thể học được các cái cấu trúc của chúng ta một cách tự nhiên chứ không bị gò bó. Ok, rồi, và đó là bài học của chúng ta ngày hôm nay. Và các bạn nhớ học thuộc cấu trúc và làm bài tập của chúng ta, bài tập dịch trang 131 nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại cấu trúc và chữa bài học dịch, chữa bài tập dịch. Ok, so that's all. That's all. That's all. That's all. Bye bye.